Khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm, khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương. Khoảng 1 triệu loài động vật biển bị ảnh hưởng bởi rác thải nhựa. Hơn 100.000 động vật kết thúc cuộc đời mỗi năm do rác thải nhựa. Thế giới hôm nay đang đứng trước những thách thức về ô nhiễm nhựa, đe dọa hệ sinh thái trên toàn cầu. Cùng với đó, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nhiệt độ toàn cầu tăng cao và hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên. Chúng ta cần hành động, thay đổi cách thức du lịch cũng chính là cách để góp phần bảo vệ môi trường và thiên nhiên. eSIM là sự đổi mới trong công nghệ, cho phép chúng ta kết nối một cách hiệu quả khắp toàn cầu mà vẫn bảo vệ trái đất. Và đối với eSIM du lịch, ý nghĩa của du lịch không đơn thuần chỉ là khám phá những vùng đất mới, mà còn ẩn chứa trách nhiệm của từng cá nhân đối với môi trường mà chúng ta sống. Thế giới đang không ngừng thay đổi, và eSIM du lịch mong muốn góp phần tạo ra những thay đổi tích cực mang tính bền vững cho cuộc sống. Kết nối xanh. Trong kỷ nguyên của công nghệ, kết nối chính là sức mạnh. Đó không chỉ là sự kết nối giữa quốc gia này với quốc gia khác, con người với con người với công nghệ, mà còn là cuộc cách mạng kết nối dữ liệu xuyên biên giới, thu hẹp mọi khoảng cách trên toàn cầu. Đồng thời, đó cũng là sự kết nối giữa con người với thiên nhiên một cách hài hòa và gần gũi. Du lịch xanh. Trở lại mạnh mẽ sau đại dịch, du lịch xanh mang tính bền vững đã trở thành xu hướng chung của thế giới. Đặc biệt, du lịch quốc tế luôn là niềm khao khát bất tận của con người muốn khám phá những kỳ quan và nền văn hóa mới. eSIM du lịch mong muốn giúp mọi người được trải nghiệm du lịch với trọn vẹn cảm xúc trong từng chuyến đi, nhưng vẫn thân thiện với môi trường tự nhiên. Thông điệp kết nối xanh, du lịch xanh như là một lời hứa và một lời kêu gọi. eSIM du lịch muốn nhấn mạnh rằng công nghệ hoàn toàn có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của thiên nhiên. Với eSIM du lịch, bạn vừa kết nối với người thân khắp toàn cầu, vừa chung sức vào việc giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của eSIM du lịch không đơn thuần mang tới công nghệ hữu ích hay trải nghiệm hạnh phúc, mà trong mỗi bước đi đều hướng đến sự bền vững vì một hành tinh xanh. Giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Thẻ SIM truyền thống được sản xuất từ nhựa và việc loại bỏ có thể tạo ra hàng triệu tấn rác thải. Chuyển sang eSIM, chúng ta không chỉ ngừng sử dụng những sản phẩm nhựa không cần thiết, mà còn giảm thiểu nguồn lực cho sản xuất và vận chuyển thẻ SIM, giảm lượng carbon thải ra môi trường, góp phần bảo vệ bầu khí quyển. Hướng đến tiêu dùng xanh. Khi du lịch, mỗi quyết định tiêu dùng, từ chỗ ở đến phương tiện di chuyển và sử dụng eSIM hay SIM đều có thể hướng tới sự bền vững, góp phần xây dựng một cộng đồng du lịch xanh và bảo vệ môi trường dù ở bất cứ nơi đâu. Góp phần bảo vệ thiên nhiên và trái đất. Bằng cách sử dụng eSIM du lịch và các sản phẩm thân thiện với môi trường, chúng ta cùng nhau bảo vệ thiên nhiên, đồng thời tạo ra một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của con người đối với trái đất, hướng tới tương lai xanh, nơi thiên nhiên và công nghệ hòa quyện để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Mỗi hành trình du lịch không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau chăm sóc hành tinh này. Hãy cùng eSIM du lịch thực hiện những hành trình khám phá đầy ý nghĩa, nơi mỗi bước chân đều mang theo trách nhiệm và sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Cùng nhau, chúng ta có thể biến mỗi chuyến đi thành một phần của cuộc hành trình lớn hơn, hành trình bảo vệ môi trường và gìn giữ hành tinh cho thế hệ tương lai. eSIM du lịch, kết nối xanh, du lịch xanh.